Em lên sóng của các bác một con lọc khí Hitachi Silvip. Đây là cái dòng mặt gương phím cảm ứng tự dọn vệ sinh màng, phải nói là thiết kế cực đẹp, sang trọng, hiện đại. Con này là hàng đấu giá lướt em nhập về rất là mới quá nhé, hàng gần như là bên Nhật họ lướt chưa dùng, còn rất mới luôn. Đấy, mới từ màng lọc cho đến màng ẩm, rồi đến vỏ bên ngoài, đến chất máy nguyên zin 100%. Con này thì hiện tại vẫn đang để nguyên điện 100V. Các bác mua thì các bác phải cắm biến áp rời nhé. Nhiều bác hỏi tại sao không đổ biến áp bên trong, thì con này thì nó là 90W, cho nên là khi mà cắm biến áp bên trong ấy các bác thì nó không đủ công suất đâu, nên không an toàn, cho nên là em không đấu. Đây là hai cái số điện thoại giao dịch bên em, có kênh, hai kênh YouTube này, các bác xem kênh thì ấn đăng ký ủng hộ em nhé. Cái này thì các bác để một lúc thì tự động cái menu này nó sẽ tự tắt đi nhé. Năm sản xuất của máy là 2018, 90W, điện 100V. Con này các bác có thể dùng cho phòng 6-70m được. Đấy. Hình thức này các bác nhìn nó nguyên zin tuyệt đối, không động chạm, không sửa chữa bất kể một tí gì, không mông má tút tít tí nào luôn. Nguyên zin tất cả từ vỏ bên ngoài vào đến ruột bên trong, màng lọc tất cả nguyên zin. Em mở cho các bác xem nhé, cơ chế của màng tự dọn màng. Đây thì các bác nhìn đây, nó sẽ có một cái phần motor đã ăn vào đây, kéo nó quay cái này. Quay cái này thì cái này sẽ kéo lên kéo xuống, và con lăn này nó sẽ di vào cái màng này để nó cuốn vào trong đây. Thì rác của các bác, cái bụi bông vải nó sẽ vào trong cái hộp này. Thì các bác một thời gian các bác đổ đi. Vì sao họ làm như vậy? Họ làm như vậy thì để cho cái bụi ở cái màng các bác, bụi ở cái màng này này, nó ít bị chắn vào đây. Ít bị chắn vào đây thì là vô tình là các bác đỡ bị hút cái bẩn đấy vào trong cái màng bên trong nhiều, và làm ảnh hưởng đến chất lượng không khí. Đây là màng zin theo máy còn rất là mới luôn nhé. Màng zin theo máy cực đẹp luôn. Màng than trong máy cũng như mới cứng này các bác. Bỏ hết tất cả các màng này cho các bác xem nhé. Còn đây là cái màng ẩm này, các bác nhìn mới cứng luôn, chưa dùng. Đây, rút cái này ra, mở cái này ra. Màng ẩm mới cứng luôn, chưa dùng luôn. Đây là cái bộ cơ chế màng ẩm, đây là bình nước. Đây là toàn bộ hệ màng của nó. Con này máy đẹp xuất sắc luôn. Con này thì em báo giá luôn, bán là 3,9 triệu bảo hành 1 năm, chưa bao gồm phí vận chuyển, chưa bao gồm biến áp. Đấy, bác nào muốn con hàng VIP thì các bạn alo nhé. Còn bây giờ em giới thiệu về cái phần bảng điều khiển của máy. Dễ dùng thôi ạ, dễ dùng. Bây giờ bật lên thì các bác sẽ thấy bảng điều khiển. Bảng điều khiển nhé. Thì đây nó là báo là này, tắt bật menu này, báo phần trăm độ ẩm này, các bác có thể chuyển xem được cả nhiệt độ này. Cái on này thì các bác là tự động vệ sinh màng tự động, còn khi các bác giữ vào đây 3 giây đấy thì máy sẽ tự động chạy dọn màng bằng cách chỉnh tay. Đây là các cái tốc độ lọc. Đấy. Còn đây là chế độ bù ẩm, báo không có nước. Đây là này, đây là chuyển này. Ở đây cái này là khi mà đang chạy dọn màng, vệ sinh màng rồi thì các bác sẽ không bật được. À đây, bật eco nhá. Đây các bác bật eco, có thiết eco tiết kiệm này, có hẹn giờ này. 2 giờ, 4 giờ. Đèn báo bụi bẩn, nếu mà xanh như này thì là phòng sạch. Còn nếu mà đỏ thì là phòng các bác bị ô nhiễm. Mặt gương cực đẹp luôn, các bác nhìn thực tế đẹp hơn quay video. Em dám khẳng định là như vậy. Đẹp xuất sắc, như mới, hiếm, đặt rất sang trọng. Lọc khí khử mùi, diệt khuẩn, bù ẩm. Con Hitachi VIP cực đẹp, có bánh xe. Đấy. Các bác nào chốt còn là alo cho em nhé. Cảm ơn các bác.